Xin kính chào quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Vâng, hôm nay ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Đức Trung lên sóng đăng bán một cái mẫu xe, đó là chiếc Toyota Vios được sản xuất năm 2016 bản E. Vâng, bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho Đức Trung và cũng cập nhật luôn được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe mà bên Đức Trung đang chào bán. Chiếc xe này không phải là cái mong muốn của anh chị thì anh chị cũng có thể tìm được một cái mẫu xe mà Đức Trung đang bán trong lay mai. Chính vì thế Đức Trung rất mong muốn được sự ủng hộ của quý anh chị của các bạn. Và quý anh chị các bạn xem thì hãy ủng hộ Đức Trung bằng cách ấn like và chia sẻ để mọi người cũng cùng được xem các cái video mà Đức Trung đăng lên hàng ngày. Và quý anh chị các bạn đã đăng ký rồi thì hãy bấm một cái nút chuông bên tay phải màn hình để khi mà Đức Trung đăng các cái mẫu xe mới nhất lên thì quý anh chị các bạn nhận được luôn các cái thông tin sớm nhất để anh chị các bạn có thể là tìm được những cái con xe mà nó ưng ý thì có thể đặt gạch luôn cho Đức Trung. Đức Trung sẽ giữ xe cho quý anh chị cùng các bạn. Vâng, ở đây là một cái mẫu Toyota Vios được sản xuất năm 2016 bản E, nước sơn là màu bạc. Chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 370 triệu đồng. Vâng, cam kết với quý anh chị các bạn là xe thì còn rất zin, rất đẹp. Vâng, không lỗi. Quý anh chị các bạn có thể đến xem xe trực tiếp tại thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh và đến để kiểm tra thực tế, chạy thử cảm nhận và cũng có những cái đàm phán về giá cả. Bên Đức Trung tạo điều kiện cho quý anh chị các bạn mua được xe và bên Đức Trung thì cũng bán được xe. Vâng, đây là một chiếc xe phải nói là rất là đẹp, được trang bị 5 chỗ ngồi rộng rãi bản sedan. Thế và cái xe này thì phụ tùng thay thế của nó rất là rẻ mà nó sẵn. Và những cái dòng xe này thì cũng chưa nghĩ đến cái chuyện gọi là phải sửa chữa thay thế bất cứ một thứ gì. Chỉ có 5.000 cây thì ta thay dầu, thay lọc, rồi là ta làm các cái công tác bảo dưỡng thế thôi. Chứ còn xe nó cũng không có cái gì để mà hỏng. Và sau đây Đức Trung sẽ tiến sát vào để quý anh chị các bạn ra trải nghiệm mẫu xe này. Đây là các cái cụm đèn pha cũng như là các cái phần form đầu xe nhé. Còn rất là cứng cáp, rất là đẹp. Và cam kết với quý anh chị các bạn là một cái mẫu xe không một lỗi nhỏ luôn. Xe thì được mang biển của tỉnh Quảng Ninh, nên là quý anh chị các bạn muốn rút hồ sơ thì bên Đức Trung cũng hỗ trợ rút hồ sơ luôn. Xe thì được trang bị các cái cặp đèn pha cũng như đôi đèn gầm này. Cái form đầu xe rất đẹp nha, đèn thì sáng quắc, không cần phải tả nhiều. Đây thì một chiếc xe phải nói là còn zin hết nhá. Các cái đường gân dập lổi cũng như là phần sơn xi thì sạch sẽ, sáng đẹp cả xe. Đây Đức Trung quay luôn các cái chi tiết, ví dụ như là cái lốp này thì bốn lốp thì cũng tương đương như nhau. Lốp còn rất là mới, là răng đúc, phanh đĩa. Đấy và gương điện bốn hướng và có xi nhan tích hợp trên gương. Và đăng kiểm của xe thì còn đến tháng 11 năm 2021. Như vậy là còn phải 1,5 năm nữa thì ta mới tính đến cái chuyện ấy đăng kiểm. Toàn bộ các cái phần sơn xi tôn vỏ của cái sườn ở bên phụ nhá. Xe thì được trang bị cả vè mưa, cái tay cửa đấy đã được ốp chrome sáng đẹp. Và để chống trầy xước thì chủ xe đã dán một cái bộ tem thể thao sport rất đẹp và để nó chống trầy xước, chống bám bụi bẩn, bảo vệ cái phần sơn zin. Thế và đây là cái lốp đằng sau ở bên phụ là răng đúc phanh đĩa nhá. Bản E này là nó phanh đĩa bốn bánh, chính vì thế cho nên là cái phanh của nó rất là an toàn mà nó tác động đều, không bị quăng, không bị dê. Cảm giác lái rất là an toàn. Đây và cái phần form phía đuôi xe. Đấy, các cái cụm đèn hậu rất đẹp luôn. Các cái đường gân, rồi các cái đường chỉ cũng như là các cái chữ logo vẫn còn đầy đủ, không thiếu một cái gì. Các form đuôi xe thì rất cân đều. Và cái màu của sắc của đèn thì còn rất tươi, rất mới và không bị lệch màu. Phải nói đây là một chiếc xe khá là đẹp. Quý anh chị các bạn mua về thì cũng yên tâm sử dụng thôi. Không phải làm bất cứ một thứ gì, bên Đức Trung đảm bảo bằng văn bản, bằng hợp đồng cho quý anh chị các bạn. Vâng. Sai đâu thì
bên Đức Trung sẽ bồi thường lại cho những cái phần cam kết cho quý anh chị các bạn. Các cái chỉ gua lốp thì vẫn còn zin nguyên nhé, là răng đúc phanh đĩa 4 bánh, lốp lắp thì mới cả dàn. Lóc xe rất là đẹp, đáng ten. Sơn xi tôn vỏ của cái sườn ở bên lái nhé, còn rất là đẹp. Đây và cái lốp đằng trước ở bên lái là răng đúc phanh đĩa. Vâng, sau đấy Đức Trung mời quý anh chị cùng các bạn ta tham quan cái phần nội thất của xe. Vâng, xe thì cái màu cơ bản của xe thì nó nội thất vẫn là cái màu kem. Đấy, kết hợp với lại các cái điểm màu đen, toàn bộ cái các cái chi tiết như phần gioăng keo, cái xưa sơn nhựa thì còn rất là đẹp luôn. Xe được trang bị cái bộ áo ghế cũng khá là mới màu kem luôn. Vâng, trần lỉ nguyên bản màu kem. Xe này thì đầu cũng vẫn là đầu CD nguyên bản, điều hòa cơ. Vâng, đây là vô lăng củ số rất đẹp nha, vô lăng ba chấu có túi khí. Gương điện này bốn hướng có cục xòe. Táp lô táp ly thì rất là sạch sẽ, chưa có một cái dấu hiệu của sờn mòn. Một chiếc xe phải nói là không taxi dịch vụ nhưng là xe cực kỳ đẹp. Cam kết luôn là không đâm xô và không ngập nước. Quý anh chị các bạn mua về thì cứ đổ xăng vào là chạy thôi. Xe rất đẹp. Vâng, các chi tiết này của xe thì còn rất là ok nhé, cũng không cần phải tả nhiều. Xe đẹp. Ở bên Đức Trung cam kết luôn cho quý anh chị các bạn. Người ta quan sát thêm cái phần táp lô của xe rất là sạch sẽ, có túi khí cho người ngồi bên phụ. Vâng, và đây là cái khoang cốp để chứa hành lý. Cốp này rất là rộng rãi, khá là sạch sẽ. Đây cái lắp của cốp. Đây, quý anh chị các bạn quan sát là toàn bộ các cái chi tiết của cái lắp cốp cực kỳ đẹp luôn. Và từ cái miếng lỉ vẫn còn nguyên zin. Rồi các cái mũi tôn, các cái lỗ gia công này còn rất là tròn, đều đẹp. Vâng, các cái máng thoát nước, toàn bộ các cái phần đinh bấm cũng như là gioăng keo nhé, vẫn còn đầy đủ nguyên zin hết. Không hề có một lỗi nhỏ. Người ta kiểm tra luôn cái... Vâng, đây là cái quả lốp dự phòng, cũng như là cái phần tôn vỏ của cốp này. Sơn vẫn là sơn zin, các cái dụng cụ đồ nghề đi theo xe vẫn còn đầy đủ. Một chiếc xe phải nói là rất là đẹp luôn. Và Đức Trung mời quý anh chị các bạn ta quan sát luôn cái khoang động cơ của chiếc Toyota Vios bản E được sản xuất năm 2016. Vâng, chiếc xe này thì đã lên máy trắng rồi. Còn máy trắng là một cái máy nó được cải tiến rất là nhiều so với những cái dòng máy đen từ đầu năm 2016 trở về trước. Xe thì được trang bị cái khối động cơ vẫn là 1.5, 1.5 ấy, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít. Nó tiết kiệm hơn và nó khắc phục được tất cả các cái nhược điểm của cái dòng máy cũ. Cái máy thì cực kỳ là đẹp luôn. Từ ra máy sáng quắc, toàn bộ các cái chi tiết của trong khoang động cơ. Máy thì đang hoạt động nhá. Chỉ nghe tiếng tí tách của cái kim phun điện tử đấy, và cái lốc điều hòa nó đóng ngắt. Toàn bộ các cái chi tiết của khoang động cơ cực kỳ đẹp. Vâng, chiếc xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít trên 100 cây. Vâng, sau đây Đức Trung sẽ vào khoang nội thất quay một chút về phần nội thất, sau đó là ta sẽ chạy thử chiếc xe này. Vâng, đây là cái phần vô lăng của xe này. Cái phím còi còn là chưa có một cái dấu hiệu của mòn sờn, có túi khí. Thế và gương điện có cụp xòe. Chúng ta quan sát luôn như phần kính điện. Tất cả các cái trang thiết bị của xe thì hoạt động rất là ok luôn. Một chiếc xe như là mới. Chủ xe này thì rất là giữ gìn, cho nên là không có một điểm chê nào. Vâng, ở bên Đức Trung này chuyên tuyển chọn những cái dòng xe phải nói là chất lượng để về phục vụ bà con.
điều hòa mát sâu luôn. Vâng ạ, à, xe chạy rất là mượt luôn, tăng tốc khá là tốt. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Toyota Vios được sản xuất năm 2016. Vâng, bản E. Chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 370 triệu. Vâng, Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các cái video lần sau.